Cách để kiểm tra số lần sạc trên iPhone và iPad. Đầu tiên là mình sẽ tải phím tắt xuống, link tải mình để ở dưới bình luận nha. Rồi, mình sẽ bấm vào nhận phím tắt nè. Thêm phím tắt. Rồi ha, nó sẽ xuất hiện ở đây nè. Vậy là xong nha. Sau mình sẽ vào phần cài đặt. Kéo xuống, mình chọn vào quyền riêng tư và bảo mật. Kéo xuống nữa, mình chọn vào phân tích và cải tiến. Chọn vào dữ liệu phân tích. Ha, mình sẽ chọn vào cái từ khóa Analytics. Hôm nay là ngày 30 tháng 5 năm 2023 này. Mình sẽ chọn vào dòng này. Xong bấm vào biểu tượng chia sẻ. Mình sẽ chia sẻ vào cái phím tắt mình vừa tạo này. Tuổi thọ pin, việc hóa. Bấm vào. Cho phép này. À, mình chọn dòng máy ha. iPhone này. Mình đang xài iPhone 13 Pro Max nên mình sẽ chọn vào. Rồi, chờ kết quả thôi. Đây ha. Nó sẽ hiện thị cụ thể chu kỳ sạc của mình đó là 210 lần này. Dung lượng pin mẫu của mình ở đây nè. Cụ thể luôn là 4352. Còn dung lượng thực tế của mình thì hơn 4000 một xíu. Tuổi thọ pin của mình thì nó chai đâu đó tầm khoảng 5% pin. Mình có thể lưu kết quả này lại luôn để mình có thể so sánh đối chiếu với những lần kiểm tra tiếp theo ha. À, lưu lại. Vậy là xong rồi đó mọi người. Quá là dễ đúng không? Mà kết quả này á, nó cũng hoàn toàn chính xác nha. Vì đây là dữ liệu của máy chứ không phải là dùng phần mềm. Nên các bạn cứ yên tâm nha. Đơn giản quá chừng. Nhớ thử ngay nha.